Chào mừng các bạn đến với nghề chơi đời.com. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyên mục hoàn toàn mới, đó chính là nghề chơi đời vlog. Trong chuyên mục này, mỗi tuần chúng ta sẽ nói về một chủ đề, một câu chuyện mà mình nghĩ là sẽ giúp đỡ cho công việc trading của các bạn, cũng như giúp cho cuộc sống của các bạn trở nên tốt đẹp hơn. Và chủ đề đầu tiên của tuần này, đó chính là một vấn đề mà không chỉ quan trọng trong nghề trader, và đối với cuộc sống hàng ngày nó cũng có một tầm quan trọng rất lớn, đó chính là sức mạnh của sự chuẩn bị. Trong những ngày qua thì đất nước Việt Nam của chúng ta đã mang đến cho cả thế giới sự kinh ngạc về độ hiệu quả trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Các quốc gia có nền y tế và kinh tế phát triển ở Việt Nam nhiều lần cũng đã phải ngả mũ kính phục trước đất nước và con người của chúng ta. Có được kết quả trên thì ngoài sự đồng lòng của toàn dân tộc, chúng ta không thể không nhắc đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính phủ và Bộ Y tế, lường trước mọi tình huống xấu nhất từ những thời điểm sớm nhất, từ lúc Việt Nam chúng ta còn chưa có ca nhiễm nào, từ thời điểm cuối năm 2019. Chúng ta đã rất chủ động thực hiện những công việc cần thiết từ rất sớm. Cá nhân tôi đã trực tiếp cùng Bộ Y tế, các cơ quan chức năng chống dịch bắt đầu chống dịch từ giữa tháng 12. Thực sự năm nay không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác không có Tết. Ngay tại thời điểm giao thừa, Việt Nam đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc. Sau này, chính WHO cũng phải nói rằng những giải pháp sớm cao hơn mức khuyến nghị của WHO mà Việt Nam đã làm là đúng đắn. Nhờ những điều đó mà cho đến nay, mặc dù là đất nước có đường biên giới đối với tâm dịch Trung Quốc hơn 1.000 km, nhưng Việt Nam của chúng ta đã có một kết quả phòng chống dịch rất đáng kinh ngạc. Hiện tại chỉ có hơn 200 người nhiễm, và điều tuyệt vời nhất đó là chúng ta chưa có ca tử vong nào vì bệnh. Các nước như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha tuy ở cách xa Trung Quốc hàng nghìn km, nhưng hiện tại số người mắc và số ca tử vong đã vượt Trung Quốc rất nhiều lần. Nguyên nhân đến từ đâu? Đó chính là sự chủ quan và thiếu chuẩn bị. Khi chỉ vài tháng trước, ở các quốc gia này thì những người đeo khẩu trang thậm chí còn bị kỳ thị khi ra đường. Họ cho rằng là chỉ những người có vấn đề về y tế mới cần phải đeo khẩu trang, và kết quả là thế nào thì chúng ta cũng đã biết. Chúng ta hãy thử đặt lại vấn đề, nếu như Việt Nam của chúng ta mà cũng chủ quan như các quốc gia bên trên thì sao? Với mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc như vậy thì mình nghĩ là bây giờ đất nước của chúng ta đã toang tật rồi. Vừa rồi là một câu chuyện nhỏ về tình hình thực tế để nói lên tầm quan trọng của việc chuẩn bị đối với mọi mặt của đời sống. Một tình huống khác mà các bạn sẽ thấy là thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, đó là khi bạn nấu ăn mà không có công tác chuẩn bị nguyên liệu vật liệu, bạn cứ hì hục nấu nấu nướng nướng, đến lúc đến giai đoạn quan trọng thì mới nhận ra là mình thiếu một loại gia vị quan trọng, mà không có nó thì món ăn của bạn sẽ không ra gì cả. Đến lúc đó thì bạn sẽ xử lý thế nào? Sang hàng xóm mượn hay là đi mua? Nếu hàng xóm cũng hết và nơi bán loại gia vị trên cách xa chỗ bạn ở hàng chục km, lúc đó bạn sẽ xử lý thế nào? Có lẽ đến lúc đó bạn mới thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị đối với đời sống hàng ngày là quan trọng thế nào. Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta thường ngưỡng mộ và thậm chí là ganh tị với những người giàu có và thành công hơn chúng ta. Chúng ta cho rằng là họ gặp may nhiều hơn mình nên mới có được thành công như vậy. Có thể điều này là đúng, nhưng ở một khía cạnh khác, nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận may mắn thì khi may mắn gõ cửa nhà bạn, liệu bạn có đang chùm chăn ngủ và để cho may mắn gõ cửa nhà người khác? Đấy chính là nhà của người mà bạn ngưỡng mộ bên trên, người mà đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận may mắn đến với họ. Vậy đối với nghề trader thì sao? Việc chuẩn bị có quan trọng không? Câu trả lời đó là không chỉ quan trọng mà còn mang tính chất sống còn đối với nghề trader. Vậy thì đối với nghề trader, chúng ta cần chuẩn bị những gì? Đầu tiên, đó là chuẩn bị tâm lý giao dịch. Bạn cần hiểu một điều, đó là thị trường là một thứ còn khó đoán hơn cả bạn gái của bạn. Do đó nên mọi lệnh giao dịch mà bạn thực hiện, dù chắc chắn đến mấy, thì đều có khả năng thua như bình thường. Do vậy nên bạn đừng bao giờ quá tự tin và vào lệnh một cách mất kiểm soát. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng thua trước bất cứ lệnh giao dịch nào. Để có thể sẵn sàng chịu thua, thì việc tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị, đó là chuẩn bị một hệ thống quản lý vốn, quản trị rủi ro để tài khoản của bạn không bị bốc hơi nhanh chóng sau mỗi lệnh thua. Sau đó là chuẩn bị một kế hoạch giao dịch thật chi tiết. Một kế hoạch giao dịch tốt sẽ là kim chỉ nam
giúp bạn tiếp cận với thị trường một cách chủ động nhất, và cuối cùng là một quy trình thực hiện hàng ngày thật chi tiết để bạn có thể hiện thực hóa kế hoạch giao dịch bên trên. Mình sẽ lấy ví dụ về bản thân mình thực hiện công tác chuẩn bị cho một tuần giao dịch thế nào. Đầu tiên chính là thời điểm kết thúc tuần giao dịch vào ngày thứ bảy. Khi thị trường đóng cửa thì mình sẽ tổng kết lại các lệnh thực hiện trong tuần và những bài học rút ra sau các lệnh đó. Sau đó thì mình sẽ xem tất cả các đồ thị của các cặp tiền tệ và lọc ra các cặp tiền tệ mình cho rằng có nhiều tiềm năng giao dịch nhất, phù hợp với hệ thống của mình trong tuần tiếp theo. Và mình nghĩ là các bạn nên chọn tối đa 10 cặp tiền tệ để giao dịch trong một tuần, và các bạn sẽ chỉ tập trung vào các cặp tiền tệ đó. Điều này sẽ giúp bạn tránh được sự mất tập trung và tránh vào những lệnh không cần thiết để nhận những lệnh thua không cần thiết. Điều này về lâu dài sẽ tạo một thói quen tốt đối với công việc trading của các bạn. Sau khi đã chọn lọc ra 10 cặp tiền tệ có tiềm năng giao dịch nhất thì mình sẽ đi sâu vào từng cặp, sau đó phân tích chi tiết và đưa ra các kịch bản có thể xảy ra với xác suất cao nhất cho các cặp tiền tệ đó. Sau đó thì vào trước mỗi ngày giao dịch, mình sẽ chuẩn bị bằng cách xem lại đồ thị và xem là có tình hình gì biến động lớn trên thị trường không, và xem là có phải thay đổi, cập nhật các dự báo và kịch bản của mình không. Điều này sẽ giúp bạn luôn luôn chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra trên thị trường. Tiếp theo đó, đó chính là chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vào lệnh khi thị trường cung cấp đầy đủ thông tin phù hợp với hệ thống giao dịch của mình, và sẵn sàng thua trước khi thực hiện bất cứ lệnh giao dịch nào. Đơn giản là vì setup dù có đẹp đến đâu thì các bạn vẫn có khả năng thua như bình thường. Do vậy nên là việc sẵn sàng thua sẽ là một bước chuẩn bị tâm lý rất quan trọng trước khi thực hiện bất cứ một lệnh giao dịch nào. Bên trên là một số công tác chuẩn bị mà mình sẽ thực hiện hàng tuần và hàng ngày để giúp đỡ cho công việc trading của mình trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Sau đây sẽ là một vài ví dụ thực tế về việc giao dịch trên thị trường Forex mà có sự chuẩn bị sẽ giúp ích cho chúng ta như thế nào. Ok, và sau đây sẽ là hai ví dụ để nói lên tầm quan trọng của công tác chuẩn bị đối với công việc trading của bản thân mình đã thực hiện trên thị trường. Ví dụ 1 sẽ là cặp ETH và USD, một lệnh sell thực hiện vào ngày 8 tháng 3 năm 2020. Thì trước khi thực hiện tất cả các lệnh thì mình đều làm công tác là dự báo, và đây chính là dự báo của mình với lệnh này. Ở đây thì sau một sóng đẩy mạnh xuống thì mình chờ đợi giá sẽ điều chỉnh và chờ tín hiệu sell để có thể vào lệnh sell với target là vùng đáy cũ tại đây. Và đây là tình hình thực tế trên thị trường. Sau khi nó tạo một sóng đẩy xuống thì tại độ thiện 15 nó đã tạo lá cờ đầu tiên ngay tại khu vực này, và mình đã vào lệnh sell đầu tiên với stop loss là 1,32%. Khi vào lệnh thì mình cũng đã có chụp screenshot tại đây. Đây chính là thời điểm mà mình vào lệnh. Và sau đó thì giá đã đi xuống một cách mạnh mẽ, phá qua trendline, và tiếp tục mình chờ đợi lá cờ tiếp theo để vào lệnh thứ hai đối với cặp này, một lệnh sell tiếp theo. Và tiếp tục gấp lệnh và đi xuống rất là đẹp. Và sau đó giá chạm tới vùng giá trị tại đây. Tại thời điểm này mình đã rời stop loss về khu vực này. Và sau đó cái nến tiếp theo mình đã bị stop loss và kết thúc với cái lệnh là 11% lợi nhuận đối với cặp này. Thực chất là lệnh này mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu vào thời điểm hiện tại. Tại vì nếu như thời điểm hiện tại thì mình sẽ rời stop loss lên trên cái nến này, chứ không vội vã stop loss khi chưa có cái nến xanh tại đây. Và mình hoàn toàn có thể rời lệnh này với lợi nhuận cao hơn là con số 11% này. Tuy nhiên thì mình hài lòng với lệnh này. Và ở trên fanpage thì mình cũng đã post từ lúc vào lệnh tới lúc rời stop loss và tới lúc thoát lệnh. Một ví dụ tiếp theo đó là chơi vàng vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Tương tự thì trước mỗi trade thì mình đều dự báo trước khả năng xảy ra. Ở đây thì giá đã sau lần chạm thứ hai của trendline thì nó phản ứng với vùng đỉnh cũ, và chúng ta có một mô hình đỉnh đôi
Double Top và sau đó giá đang tạo một mô hình Evening Star tại một khu vực giá trị. Và tại đồ thị nhỏ hơn thì mình chờ đợi một đợt sell. Ở đây giá đã tạo một mô hình Vital Vine và sau khi nó break khỏi đường neckline thì đang tạo một lá cờ giảm để đi xuống. Và dự báo của mình là mình sẽ chờ đợi giá vòng lên và chỗ này chúng ta sẽ có chip top để có một lệnh sell. Và tương tự thì trước khi mình vào lệnh thì mình cũng đã post lệnh này ở trên fanpage của người trader. Đây là dự báo của mình lúc đó và mình khi mà giá đi đúng kịch bản thì mình đã vào lệnh sell và khi vào lệnh thì mình cũng đã post trên fanpage của người trader. Và đây là thời điểm mà mình khớp lệnh này. Khi mà nó giá đi rất là điều chỉnh trong đồ thị 15 và sau lần chạm thứ 3. Và đồng thời giá di chuyển rất là tích lũy theo một kênh giá tăng này. Và mình vào lệnh tại điểm break của trendline. Stop loss bên trên là 60 pip. Và với lệnh này thì mình đã thoát lệnh với 10% lợi nhuận. Mình bị thoát sau cái nến này. Sau đó thì nó đi xuống rất là mạnh mẽ. Nếu mình chỗ này mình rời slot về trendline và sau đợi giá phá xuống mới rời stop loss xuống dần thì lệnh này hoàn toàn có thể kết thúc với hơn 20%. Nhưng mà tổng quan thì mình rất hài lòng với 10% lợi nhuận đối với chơi này. Qua một vài câu chuyện thực tế cũng như vài ví dụ trực quan bên trên về cách mà mình chuẩn bị để thực hiện các lệnh giao dịch trên thị trường, mình nghĩ là chắc hẳn các bạn đã nhận được một vài giá trị và thấy được tầm quan trọng của công tác chuẩn bị đối với cuộc sống hàng ngày cũng như đối với nghề trader. Và hy vọng là từ bây giờ các bạn có thể thay đổi thói quen và bắt tay vào việc chuẩn bị ngay từ hôm nay. Đây là vlog đầu tiên của nghề trader và chắc chắn là sẽ còn rất nhiều lỗi lầm, sẽ còn rất nhiều điều mà mình muốn truyền đạt cho các bạn. Nhưng vì khả năng diễn đạt có hạn nên mình chưa thể làm được. Mình sẽ cố gắng hơn trong các vlog tiếp theo, cả về nội dung và hình thức. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho nghề trader để tiếp tục thực hiện những nội dung tương tự thế này hoặc là hay hơn trong tương lai. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like. Còn nếu chưa hay thì nhớ subscribe để xem các video hay hơn trong tương lai nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của nghề trader.com trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.